Nằm bên dòng sông Sa Giang hiền hòa, Sa Đéc không chỉ được biết đến là thành phố hoa của tỉnh Đồng Tháp mà còn là cái nôi của làng nghề thủ công truyền thống. Một trong số đó là làng bột với tuổi đời hơn 100 năm tuổi. Diễn viên Nguyễn Anh Tú và chế Nguyễn Quỳnh Châu sẽ mang đến cho quý khán giả những điều thú vị về làng nghề này trong chương trình Việt Nam Mến Yêu được phát sóng vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 2 tháng 3 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị đón xem.